sao vô báo công không có chi hôn mẹ Mính đi, hôn mẹ Mính mẹ biết nữa đâu nữa. Con đâu nữa? Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời, hút lỗ tay luôn hả? Ở đâu nữa? Không tóc mẹ nữa. Ôi trời ơi, không chán mẹ chưa? Không chán mẹ chưa? Trời ơi, mẹ cảm ơn trai nha. Cô chú thấy chưa? Ơ gì? Trời ơi, hung chân luôn hả? Trời ơi, hung tay luôn đi, sẵn hung tay luôn. Trời ơi, cô kéo xuống hung chân mẹ luôn kìa. Chào cô chú đi. Đây nè, con có muốn gỡ cái này không? Muốn gỡ này không? Cô chú, giờ hôm nay ở Mỹ đã 1 năm rồi nhưng mà Chay đi chùa vẫn được lì xì, ok, mở ra đi con. Lọc đầu năm của Chay với mẹ đó cô chú. Chà đi coi coi chú chắc mở ra không nha. Trời ơi, lần đầu tiên mở bao lì xì mà sao chuyên nghiệp vậy? Wow. Có gì nữa, có gì trong đó, móc ra coi. Mở ra, mở ra. Wow. Cái gì vậy? Money. Money, money. Money. Mở ra coi. Cho cô chú coi. Cho cô chú coi, cho cô chú coi chị được nhiêu tiền. Cho cô chú coi. $1. Yeah. Nữa mở nè luôn. Đó, cái chùa này là bữa mà Ngọc ghé mua đồ ăn chay á, tu viện Linh Phong á. Wow. Yeah. Ồ, còn thiếu cái này nữa là chay nè. Coi chừng rách tiền, rách. Oh, $1. Xuân di lạc hoan hỷ, thân tâm an lạc, các tường như ý. À, mua Phật đó hả? Rồi, yeah. Tiền lọc của mẹ với chay đầu năm này cô chú ơi. Anh nữa. À, anh đó hả? Anh nữa. Con nói đi, con nói chú Tiểu. Anh nữa. Không phải anh, chú Tiểu. Chú Tiểu. Chú Tiểu. Đúng rồi. Ông Phật đâu? Ông Phật nè. Con nói đi, ông Phật Di Lạc. Ông Phật trời, ông Phật Di Lạc. Ông Phật ngồi cười đó. Con hôn ông Phật cái đi. Give ông Phật a kiss, hôn ông Phật miếng. Trời ơi, giỏi quá. Rồi. Trời ơi, thương chưa? Hôn đúng. Nên đây hùng vũ hùng vật. Bụng vật đâu? Bụng vật đâu? Bụng vật đó hả? Bụng vật đó nè. Ông Phật đẹp không? Thấy ông Phật đẹp không? Ông Phật cười sao? Ông Phật thích. Ông Phật cười sao? Cười khói. Chay, cái này là gì đây? Money. Money. Thôi đừng, con đừng có làm tiền tiền nhân lại. Uổng lắm. Thôi cái này của mẹ. Giờ con lấy tiền con mua gì? Tiền. Mua gì? Tiền money. Thôi tiền money của mẹ. Chay hát bài Big Finger coi chay. Mà Big Finger coi. Hát bài Big Finger coi. Hả? Hát đi. Daddy finger, daddy finger, where are you? Hát đi. Hí da ha coi. Vậy, ai nó nghe nè, bây giờ á. Bây giờ mặc cái bộ đồ màu vàng phải không? Xong rồi bây giờ biết gì không? Mình cầm cái đàn bộ màu hồng. Đó. Vậy mới đúng bài. Rồi, đàn đi, đợi sinh viên có cái đàn guitar đi.
Ok ok. Cúp. Rồi đợi sinh viên. Cầm sai rồi. Đó. Ủa không biết cầm à? Con không biết cầm à chay? Đây mình chỉ cho. Đây đây đây. Rồi, cái tay này, cái tay này. Để dưới đây đúng rồi. Còn cái này, cái. Đúng rồi, để lên đùi, để lên đùi, đúng rồi. Không, cái tay này cầm ở dưới, đúng rồi. Đúng rồi. Đời sinh viên có cây đàn guitar, đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca. Có anh bạn xa nhà, hay quá. Có cô bạn nhớ cha, cất vang cùng lời ca. Hay quá. Tiếp một, đàn cho mày hát nha. Đời sinh viên sống trong tình bạn thân, khi anh thấy buồn. Tiếp tục, tiếp tục. Tôi nâng phím đàn. Tiếng, trời ơi, giờ đàn kiểu đó luôn rồi. Đàn guitar mà làm như đàn bầu vậy đó. Tình tang, tình tình tang. Nó giờ đàn gì đó đây, giờ đàn nhị hả? Cùng dắt nhau qua những ngày gian khó. Đây nè. Cùng dắt nhau qua quãng đời sinh viên, rồi mai đây bước sang lời phồn hoa. Khi nghe tiếng đàn, đúng rồi, ta nhớ năm nào thức suốt đêm dài, những ngày thì đến. Giờ nhớ nhau, nhớ nhau thật nhiều. Giờ nhớ nhau ta ôm đàn guitar. Xong rồi. Ủa xong rồi hả? Rồi xong hết hát. Hay quá. Ờ mẹ cảm ơn chay nha. Ngày mai chay đàn cho mẹ hát nữa nha. Nha, ngày mai đàn bài bài, ngày mai đàn bài mới nha. Mẹ cảm ơn chay. Rồi cất cây đàn đi, con cất cho mẹ cây đàn đi. Thôi để mẹ cất luôn cho rồi. À giờ chơi chơi điện tử, chơi điện tử. Bấm nè. Bấm sao? Bấm đi con, bấm đi con, bấm sao cho mấy cái dòng nó dính vô cái con bị sắt đu 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 á. Baby shark. Baby shark. Mẹ. Baby shark. Ừ. Nước. Mẹ nước. Nước sao? Nước. Cái để im cho nước chảy trong đây nha, đừng kiếm đường cho nước, nước trôi ra nha. Nước trôi ra là cái đó là hết chơi luôn đó. Hết chơi được luôn á. Rồi. Thôi xây nhà đi. Xây nhà là bền nhất đó. Màu đó màu gì á? Vàng đó. Màu gì? Vàng đó. Màu vàng đó hả? Đó đâu phải màu vàng. Purple. Màu purple, đúng rồi. Mà rồi màu gì nữa? Màu pink. Pink, đúng rồi. Rồi màu gì nữa? Màu purple. Aussie. Orange. Orange mà còn xì nữa. Orange xì, ừ. Thích, thích xì là xì à. Chay, ai mua cho chay bộ đồ của chay? Chay, bộ đồ chay đang mặc ai mua? Này. Nó, con nó con cám ông Quang đi. Đúng rồi Quang. Đúng rồi. Mặc mấy bộ đồ này dễ thương nè. Mà mấy bộ đồ này mùa hè mặc, mùa hè mặc cũng còn vừa luôn á. Trời ơi, ở trên bộ đồ của chay có trái tim nè, có ngôi sao nè, có chữ funny nè, có gì nữa ta? Có có gì nữa? Ống. Ống gì? À nó nghe nè, ba đi đâu rồi? Ba đi rồi. Đi đâu? Ba đi chơi rồi. Đi đâu? Đi làm. Đi làm bơi sữa đây. Ba đi làm bơi sữa chay, đúng rồi. Còn mẹ làm gì? Mẹ làm sữa đây. Mẹ cũng đi làm kiếm tiền mua sữa chay luôn hả? Chứ mẹ thấy mẹ đâu đi làm vậy, mẹ ở nhà biết rồi nè, mẹ đâu đi làm đâu. Yeah, 1, 2. 1, 2. Chay, mẹ làm gì chay? Hả, mẹ làm gì? Mẹ làm chay mẹ làm gì? Cô nói nè, mẹ chỉ cho con nè, chay nè, chay nói mẹ nè, mẹ làm YouTuber. YouTuber.
JD, can you say YouTuber? YouTuber. Nói đi Jay. Jay. Nói này YouTuber. Không nói nha. Không nói gì thôi, không làm YouTuber, không có kiếm tiền mua sữa cho Jay đâu. Không có mua đồ chơi cho Jay đâu. Ông ảnh nhé. Mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi hả? Hai. Jay nói đi, Jay YouTuber. Nói YouTuber. Mẹ nói đi, nói mẹ làm YouTuber. YouTuber. Đúng rồi. Mẹ YouTuber. À bây giờ, rồi bây giờ cái kênh YouTube của nhà mình tên gì ta? Của nhà. Hoyer. Con nói đi Jay, Hoyer. Family. Family. Pig. Jay nói nè, Hoyer family. Giờ phải tập cho nó nói mấy cái đó cho nó biết chứ. Jay đi, Hoyer. Hoyer. Family. Jay tên gì ta? 1, 2, 3. Jay tên gì? Jay Sky Hoyer. Phải không? Jay năm nay nhiêu tuổi? Jay 2 tuổi. Cúi xuống đấy. Jay 2 tuổi. Tên YouTube của nhà mình tên gì Jay? Jay ơi. Hết rồi. Đâu mà á giống nữa. Hết rồi. Kênh YouTube của nhà mình tên gì? Hết rồi hả? Giờ con muốn kiếm gì? Con. Nó kiếm cái nào mà một cái thôi đó. Con. Chứ nó không muốn kiếm cái nào mà có dính vô. Mẹ. Jay, con nói đi. Hoyer. Family. Family. Cái câu mà mẹ hay nói là câu gì ta? Trời ơi, cái gì á? Ghê hả? Ghê hả? Phải ghê không? Ê, nó nghe nè, con nói rồi, con nói cho cô chú nghe coi, ghê nó làm nứt tường luôn phải không? Giờ mà nó thấy cái tường nào nứt là nó ghê làm á. Chay, cái câu mà mẹ hay nói với cô chú lúc mà mở đầu video ngã là câu rồi gì? Mẹ. Hả? Ngã rồi. Ngã rồi hả? Tại sao con làm ngã? Ok được. Chay, cái câu mà mẹ hay nói với cô chú là gì? Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoyer Family Việt Nam. Mẹ ơi, mẹ. Sao con? Sao con đang con đọc cái đó vậy? Đi đâu? Đi góc mặt vô tường hả? Sao tự nhiên đang ngồi đi góc mặt vô tường? Hả? Ai góc mặt vô tường? Cái đó nè hả? Cái đó sẽ góc mặt vô tường. Có vô lý không? Quá vô lý. Sao tự nhiên cho cái bình để góc mặt vô tường? Cái bình làm gì biết không? Cái này là quá trời luôn, này là Nguyễn Thị vô lý luôn nè. Rồi, tha lỗi cho em chưa? Tha lỗi cho em. Ừ, tha lỗi em. Ủa rồi mấy con unicorn bữa giờ đâu rồi? Ừ. Mở nhạc lên nhảy đi. Mở nhạc bấm lên nhảy. Con này con gì chơi? Con zebra. Ngựa vàng. Zebra. À hú. Chay con gà nó kêu sao chay? Chay. Đó. Thấy chưa? Ai mượn? Now it's your turn. Follow the lights to play. Chiều đời không thấu.
Chay đang làm gì vậy? Chay đang làm, chay đang cởi ngựa. Cởi ngựa. Đúng rồi. Ờ, đã chưa? Chay cởi ngựa đã quá. Đúng là tới cái tuổi này nó mới biết chơi cởi ngựa nè. Chứ là bữa nó còn nhỏ quá, nó cũng chơi cũng chưa được nhiều. Chỗ ngồi rồi. Hả? Chỗ ngồi. Chỗ ngồi hả? Ừ, ai ngồi đâu, có chỗ đó đủ mình con ngồi à. Đâu ai ngồi được nữa. Cái đít con bự quá, con ngồi hết cái con ngựa rồi. Rồi, cởi đi. Chay, chay, ông cố đâu chay? Ông cố ngủ rồi hả? Ông Phú phá à, hả? Người Vinh Sinh đâu? Ông Phú phá. Ừ. Ông Phú là phá. Người chay có phá không? Ồ, Vinh Sinh phá bị quýnh này hả? Rồi còn Ba Quy thì sao? Ba Quy rồi. Ba Quy quýnh rồi. Ba Ly bị quýnh này hả? Ba Ly bị ai quýnh? Ok. Ai quýnh Ba Ly? Quýnh nè. Quýnh nè vậy hả? Quýnh vậy hả? Mà ai quýnh Ba Ly? Nó cởi mà cô chú nhìn cho mà chịu trình cho chóng mặt luôn chứ phải giỡn như đó. Mẹ, mẹ. Hả? Mẹ. Cái đó là cái gì vậy chay? Mở. Mở làm chi? Đường. Nó nghe nè, nó nghe nè. Ông nhội đâu? Ông nhội đâu? Ông bỏ ngủ rồi. Ông nhội ngủ, ai cũng ngủ hả? Chay chay chay, chay có nhớ ông Lũ không chay? Con có nhớ ông Lũ không? Dạ. Con nói đi ông Lũ ơi, ông Lũ. Ông Lũ ơi, ông Lũ. Ừ. Oh wow. Oh wow, đừng có phá ra nha. Đừng, chưa kịp dọn cái này đi phá ra kia nữa, khổ đó. Oh wow. Cái đó đâu có gì trong đó đâu chay. Dạ. Có ghê ghê không? Hỏi. Mở được. Mở không được hả? Ừ, mở không được dục. Được không? Ủa, chị làm gì vậy? Dạ. Hả? Ủa, đi đâu? Xích vô. Xích gì? Gì xích vô? À. Con làm hư rồi nè. Trời ơi, con nó đẩy mẹ, rồi. Thôi mẹ. Hả? Thôi mẹ. Thôi gì? Mẹ chơi mẹ. Chơi gì? Chơi mẹ. Chơi gì? Chơi mẹ. Này chơi, chơi nào? Chơi mẹ. Chơi nào? Chơi sắp xây nhà hả? Chơi sao? Ngồi chơi. Rồi, ngồi đây, rồi. Ngồi chơi xây nhà với con phải không? Ngồi. Có được không? Nhảy nhảy với con hả? Con mở nhạc đi mẹ nhảy. Trời đất ơi, coi có đứa con đá đồng tiền cô chú. Hùng mà hùng xuống kéo tới chân, kéo tới xuống bằng chân nó hùng luôn được cái cả nào. Quá đã. Chạy đâu? Hả? Đi đâu? Thôi bây giờ chào tạm biệt cô chú nha. Video tới đây là dài rồi. À, gọi ai? Gọi ai? Gọi ông cố uống cà phê đi. Rủ cố uống cà phê nha. Bấm vô. Bấm vô 090. Bấm vô. Không 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 có. Rồi rồi rồi, rồi, rồi. Ngủ anh hai, rủ anh hai với Sình uống cà phê. Hỏi Sình ơi, đang làm gì đó, ngủ dậy chưa, đi uống cà phê. Lại lên, Sình ơi, về ngủ dậy đi, khỏi mặc đồ gì cho sang trọng, mặc bộ bikini đi uống cà phê được rồi. Có gọi không? Không gọi mày tắt cái nha. Thôi xin cảm ơn tất cả cô chú đã xem cái video clip của Chay ngày hôm nay. Cô chú cho Chay một like nha cô chú nha. Hẹn gặp lại cô chú vào ngày mai. Bye bye. I love you. Me. I love you.